chào tất cả quý vị khách hàng. Như video trước thì Nhân có hứa với tất cả quý vị khách hàng là video sau là Nhân sẽ quay về cái khu cát tường của sinh mình để Nhân cập nhật lại cái tiến độ và cái mật độ xây dựng tại khu cát tường của sinh như thế nào. Thì hôm nay như lời hứa, Nhân xuống đây để cập nhật lại tất cả những căn nhà phố của công ty xây và những căn nhà của quý vị khách hàng đang chuẩn bị xây và đã xây xong và về ở tại khu cát tường của sinh. Thì như Nhân cập nhật lại sơ bộ, hiện tại là công ty đã giao dịch hơn 8.000 lô đất tại khu cát tường của sinh, và cái số lượng nhà phố của công ty xây tại khu của mình là rơi vào hơn 300 căn nhà phố. Và tính tổng những căn nhà của tất cả người khách hàng mua đất nền để về đây tự xây là rơi vào tầm khoảng hơn 200 căn nữa. Tức là nếu như mình tính nhà phố của công ty và nhà của tất cả người khách hàng mua đất tự xây thì rơi vào tầm khoảng hơn 600 căn. Và mình tính về cái số lượng 600 căn nhà tại khu cát tường của sinh và so với 8.000 lô đất đã giao dịch tại đây thì hiện tại là mật độ và cái số lượng dân cư về đây ở là rơi vào tầm khoảng từ 7-8% thôi. Cho nên là tất cả người khách hàng mình xuống đây cái cảm giác của mình là còn hơi vắng. Và Nhân nếu nói về so sánh về tất cả những khu dân cư, nói riêng về huyện Đức Hòa, thì hiện tại nếu như mà trong vòng 1 năm rưỡi, tức là 16 tháng bắt từ ngày bắt đầu cho tới hiện tại là mới 16 tháng thôi, nhưng mà số lượng dân cư thì mình nếu so sánh với tất cả những khu dân cư khác thì không có một cái khu dân cư nào mà làm được chuyện này, và không có một cái khu dân cư nào mà dân về ở mà nhanh đến như vậy. Và hôm nay sẵn cái video này thì Nhân cũng sẽ xin trả lời cho tất cả quý khách hàng một câu hỏi mà rất là nhiều khách hàng đã hỏi Nhân là vì sao cái khu cát tường của sinh mình lại thấy còn vắng như vậy. Thì ở đây là nó có 3 vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là ở cái chỗ là khách hàng mình mua trả góp còn rất là nhiều. Tức là nếu như mình muốn xây nhà thì bắt buộc mình phải trả 95% của tổng giá trị lô đất. Nhưng mà ở đây thì quý vị khách hàng mình vì cái lý do là chưa đủ tiền cho nên là mình trả góp. Thì quý vị khách hàng nào mà trả góp thì bắt buộc là không thể xây được nhà. Và cái vấn đề thứ hai ở cái chỗ là đợt 6, đợt 7 và đợt 8 đó, thì rơi vào tháng 12 này thì công ty sẽ giao đất cho tất cả quý vị khách hàng, tức là tổng giao một lần trong tháng 12 này. Thì đợt 6, đợt 7 và đợt 8 nó rơi vào tầm khoảng 4.000 nền đất. Cho nên là Nhân chắc chắn một điều, trong tháng 12 này hoặc là bước qua đầu năm sau thì những vị khách hàng mình nhận đất xong sẽ về đây xây nhà rất là nhiều. Cho nên đó cũng là một cái cơ hội để mình đầu tư. Và một cái vấn đề thứ ba là một cái vấn đề quan trọng nhất là quý vị khách hàng mình về đây mình mua đất nền để đầu tư đó thì cũng rất là nhiều. Tức là những khách hàng mình về đây đầu tư mà đầu tư theo cách là lâu dài. Cho nên là đó là một cái lý do mà làm cho cái khu dân cư mình dân về ở cũng hơi chậm. Và một cái hướng giải quyết ở đây là nếu như quý vị khách hàng mình muốn cái khu dân cư các tường của sinh của mình đông, hoặc là những cái khu dân cư khác mà quý vị khách hàng đã giao dịch về đất nền, thì thứ nhất là mình có thể là xây nhà phố lên để mình cho thuê, tức là mình xây nhà để cho thuê lại, hoặc là mình xây nhà lên để mình bán lại cho tất cả những quý khách hàng khác nếu như họ muốn về đây ở. Thì đó là hai cái cách để mà có thể kéo dân cư về cái khu các tầng của sinh của mình ngày càng đông hơn và ngày càng sung túc hơn. Và Nhân xin nhắc lại ở đầu video như Nhân nói, thật sự quý vị khách hàng thấy còn đang rất là vắng, nhưng mà để so sánh với tất cả những khu dân cư khác, những khu dân cư nói riêng về huyện Đức Hòa của tỉnh Long An thôi, thì không có một cái khu dân cư nào mà trong vòng 1.5 năm, tức là trong vòng chỉ 16 tháng từ ngày bắt đầu cho tới ngày hôm nay mà cái số lượng dân về đây ở phải nói là đông đến như vậy. Thậm chí là có những khu dân cư là 3-40 hecta hoặc là 6-70 hecta, nhưng mà từ lúc mình bán mà cho tới 2 năm sau hoặc là 3 năm sau quay lại thì thậm chí là cũng không có một người ở. Đó là một cái so sánh đơn giản thôi,
nhưng mà nhân ở đây là nhân không tiện để mà nói ra những cái khu dân cư khác. Đấy, thì quý vị khách hàng mình có thể bằng cách là mình đi xem các tù vệ sinh xong, mình có thể xem thêm những dự án khác, hoặc là xem những dự án khác để về đây mình xem cái khu các tù vệ sinh của mình, và từ đó mình có thể đưa ra cái so sánh giữa hai bên hoặc là nhiều bên với khu các tù vệ sinh để mình có thể lựa chọn được những nền đất và có thể giao dịch được những cái vị trí đất nền hoặc là nhà phố mà ưng ý và hợp với túi tiền của mình nhất. Và sau đây thì Ngân xin mời tất cả quý vị khách hàng cùng nhìn ngắm lại những cái căn nhà mà khách hàng đã xây, đang xây và những căn nhà phố của công ty. We'll be right back.
Và video sau thì Nhân sẽ tiếp tục cập nhật lại tất cả những cái công viên, những cái tiện ích của khu Cát Tường Bút Chinh cho tất cả mọi khách hàng cùng được xem. Và Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi khách hàng ở video sau.